Chào các em Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu tiếp trong chuyên đề của chúng ta về các loại lực Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu về lực hấp dẫn, định luật, vạn vật hấp dẫn Thế thì ông Newton, ông ấy thấy rằng là tất cả mọi vật trong vũ trụ của chúng ta Đều hút với nhau bởi một lực Và ông gọi đó là lực hấp dẫn Tại sao ông ấy lại thấy vậy? Đó là ông quan sát thiên văn Và ông có kết luận được như vậy Và chúng ta cũng chấp nhận điều đấy Đúng không nhỉ? Chúng ta có thể thấy à, Tại sao mà mặt trăng lại luôn xoay quanh trái đất của chúng ta Trái đất tại sao lại luôn xoay quanh mặt trời Các hành tinh tại sao luôn xoay quanh mặt trời Đó là do lực hấp dẫn Và ông Newton ông khái quát lên Và ông ấy nói rằng cái lực mà khiến cho những sự chuyển động như vậy Mà quan sát bằng thiên văn đó là lực hấp dẫn Đấy. Thế bây giờ chúng ta đến với định luật vạn vật hấp dẫn Nếu như chúng ta có hai vật M1, M2 là hai chất điểm Đấy, Chúng ta coi là hai chất điểm Cách nhau một đoạn là R Đấy thì hai vật M1 mà M2 mà của chúng ta sẽ hút nhau bởi một lực. Đấy, có độ lớn, chúng ta gọi là lực hấp dẫn. Và cái lực này nó sẽ tỷ lệ với tích khối lượng của hai vật. Đấy, và tỷ lệ thuận với tích khối lượng hai vật và tỷ lệ nghịch với à, bình phương khoảng cách của hai vật qua hệ số tỷ lệ đó là g, hằng số hấp dẫn. Hằng số hấp dẫn của chúng ta bằng 6,67 x 10 cũng trừ 11 Newton mét bình chia cho kg. Được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ người ta cứ cho chúng ta hai vật Chúng ta xem khoảng cách là bao nhiêu Khối lượng hai vật là như thế nào Là chúng ta tính được cái lực hút của hai vật vào nhau Nhớ nhá, cái lực hấp dẫn của chúng ta luôn là lực hút Được chưa Và do đó chúng ta thấy rằng là Trọng lực chẳng qua là trường hợp riêng của lực hấp dẫn Đấy, thật vậy Các em nhớ rằng Cái công thức này của chúng ta có thể áp dụng cho hai cái vật M1, và M2 của chúng ta là hai chất điểm Đấy, hay nói khác đó là Kích thước của hai vật của chúng ta là rất nhỏ hơn Rất bé so với khoảng cách của bọn chúng Thì chúng ta coi M1, M2 là các chất điểm Hoặc chúng ta vẫn có thể sử dụng công thức này Nếu như hai vật của chúng ta là những quả cầu Đấy, là những quả cầu M1, M2 là những quả cầu Và khoảng cách R các em nhớ đó là Khoảng cách giữa hai tâm của hai quả cầu đó Nếu như trường hợp M1, M2 của chúng ta không phải là chất điểm Mà là những quả cầu Thì nhớ cho thầy R chính là khoảng cách của tâm hai quả cầu đó Được chưa nhỉ? Thế chúng ta quay lại vấn đề đó là trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn Tại sao vậy? À chúng ta xét cái vật của chúng ta à, Và trái đất à, Trái đất thầy vẽ to hơn Vật chúng ta nhỏ Được chưa? Và chúng ta thấy khoảng cách giữa tâm vật của chúng ta và tâm của trái đất của chúng ta Chính là khoảng cách R mà chúng ta nhắc tới Đúng không nhỉ? Đấy, và hai vật trái đất và vật nhỏ của chúng ta Đặt cách mặt đất một đoạn là H Vật nhỏ chúng ta cách, cách mặt đất một đoạn là H đúng không? Thế nhưng mà r của chúng ta bây giờ sẽ là r lớn bán kính của trái đất cộng với độ cao của vật m đặt trên mặt đất của chúng ta, đúng không? Vậy thì khoảng cách ở đây r nhỏ sẽ là bằng r lớn cộng với h, các em hiểu như vậy. Và lực hút của hai cái vật này, đấy, trái đất bị khối lượng bị cái vật nhỏ m này hút một lực, đấy, trái đất lại tác dụng lên vật nhỏ m này của chúng ta một lực và hai lực đấy bằng nhau, F21 bằng F12 và đó là lực hấp dẫn. Và cái lực hấp dẫn đó chính là trọng lực mà chúng ta được học Đúng không? Đấy, chúng ta biết mọi vật à, đặt trên mặt đất à, Sẽ chịu một cái gia tốc à, Đặt ở gần mặt đất Sẽ chịu một cái gia tốc gọi là cái gia tốc Rơi tự do, đúng không? Và thường chúng ta lấy bằng 9,8 hay là 10 mét trên dây bình đấy Thì bây giờ chúng ta đang nghiên cứu ở vấn đề Đấy ở đây Và chúng ta sẽ có là P Áp dụng công thức ở đây Sẽ là bằng G Hằng số hấp dẫn, đúng không? Nhân với khối lượng của hai vật chúng ta nghiên cứu Khối lượng vật nhỏ nhân với khối lượng của trái đất m lớn là khối lượng của trái đất chia cho khoảng cách của vật nhỏ với tâm của trái đất bình phương tức là r cộng với h bình r là bán kính của trái đất còn h là độ cao của vật nhỏ so với mặt đất bình phương thế mà chúng ta lại được học trọng lực p tính bằng công thức là m nhân g đấy. luôn bị trái đất hút bởi một lực là m nhân g so sánh đấy. so sánh à, lực hấp dẫn mà hôm nay chúng ta được học hay là trọng lực mà chúng ta nghiên cứu những bài trước đấy Đấy, và cái công thức mà chúng ta học ở những buổi học trước chúng ta rút ra gia tốc rơi tự do tại nơi chúng ta đặt vật nhỏ cách mặt đất của chúng ta một đoạn là h đó là g hàng số hấp dẫn nhân với khối lượng trái đất chia cho bán kính của trái đất cộng với độ cao của vật nhỏ so với mặt đất bình phương thông thường chúng ta xét ở những những vật ở sát mặt đất tức là h sấp xỉ bằng không rất nhỏ hơn so với r và nếu như h chúng ta thả những cái vật ở độ cao rất nhỏ So với bán kính của trái đất thì chúng ta coi h của chúng ta là bằng không Đúng không? Bởi vì nó rất nhỏ hơn so với R Và do đó gia tốc dây tự do sẽ sấp xỉ bằng G lớn hàng số hấp dẫn nhân với khối lượng trái đất chia cho bán kính trái đất bình phương Đấy Và Áp dụng số Khối lượng trái đất chúng ta tính toán được Bằng một phương pháp nào đấy Bán kính trái đất chúng ta cũng xác định được Thực ra trái đất của chúng ta không phải là cầu Đấy và do đó chúng ta xác định được G này nó cỡ khoảng 9,8 10 gì đấy phụ thuộc vào vị trí địa, vị trí địa lý mà chúng ta nghiên cứu được chưa nhỉ đấy và nó ra cỡ như thế chúng ta áp dụng số và nó ra đúng cỡ như thế đúng như những cái gì thực nghiệm mà chúng ta đo đạc được do đó chúng ta thấy rằng là cái phép lập luận đây là chính xác bởi vì là phù hợp với thực tế mà đó thế thì trong bài học ngày hôm nay các em chỉ cần nhớ cho thầy về công thức định luật vận vận hấp dẫn này đấy, và công thức tính gia tốc rơi tự do à, tại một điểm mà chúng ta thả rơi vật và cái điểm đó cách mặt đất trung tâm đoạn là h công thức là ở đây đúng không còn những cái vật ở sát mặt đất thì công thức gia tốc rơi tự do là một hàng số như đây Đấy, g in hoa nhân m khối lượng trái đất chia cho bán kính trái đất bình phương được chưa bây giờ chúng ta đi đến với các ví dụ lý thuyết chỉ đơn giản như vậy thôi chúng ta đến với ví dụ số 1 bài cho chúng ta biết khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là 38 nhân với 10 ngũ 7 m đây là khoảng cách giữa hai tâm tâm của mặt trăng và tâm của trái đất khối lượng mặt trăng và trái đất là người ta cho yêu cầu chúng ta đi tính cái lực hút của trái đất lên mặt trăng đó chính là lực hấp dẫn đúng không nhỉ mặt trăng cũng tác dụng vào trái đất của chúng ta một lực cũng là lực hấp dẫn và lực này tính vào công thức g hằng số hấp dẫn nhân với khoảng cách của hai vật nói trong bài toán đây là khối lượng của mặt trăng và khối lượng của trái đất m trái đất nhân với m mặt trăng chia cho khoảng cách của hai tâm của hai vật nếu đây là hai quả cầu đúng không nhỉ? À, đó là r bình phương, thế số g luôn là 6,67 nhân 10 mũ trừ 11 đơn vị chuẩn nhân với khối lượng trái đất người ta cho 6 nhân 10 mũ 24 nhân với khối lượng của mặt trăng 7,37 nhân với 10 mũ 22 chia cho khoảng cách bình phương 38 nhân với 10 mũ 7 bình phương Đấy chưa? ăn số 6,67 nhân 10 mũ trừ 11 nhân với 6 nhân 10 mũ 24 nhân với 7,37 nhân với 10 mũ 22 chia cho 38 7 bình phương ra 2,04 nhân 10 ngũ 20 Đấy, sấp xỉ 2,04 nhân 10 ngũ 20 và đơn vị dĩ nhiên là Newton được chưa Đấy, chúng ta đến với ví dụ số 2 chúng ta đến với ví dụ số 2 và cho chúng ta gia tốc rơi tự do của một vật sát mặt đất là g bằng 9,8m trên dây bình. Bán kính của trái đất là r 6.400 km. Coi trái đất của chúng ta là hình cầu. Và yêu cầu chúng ta IA à, là xác định khối lượng của trái đất. À, chúng ta biết rằng là gia tốc rơi tự do tại những nơi sát mặt đất có công thức đó là hàng số hấp dẫn g nhân với khối lượng của trái đất chia cho bán kính trái đất bình phương. Do đó, chúng ta đã biết gia tốc rơi tự do G rồi, chúng ta dễ dàng suy ra được khối lượng của trái đất IA yeah. Chúng ta sẽ có Chúng ta sử dụng thức đây G nhỏ bằng G lớn M lớn chia R bình Chúng ta sẽ có được M lớn Khối lượng của trái đất sẽ là bằng Đấy, chúng ta biến đổi à, G Nhân với R bình phương Chia cho Hàng số hấp dẫn Đấy, chúng ta thế số vào có 9,8 nhân với nhớ đổi ra mét 6 triệu 400 nghìn đúng không bình phương chia cho hàng số hấp dẫn 6,67 nhân 10 ngũ trừ 11 và chúng ta sẽ có khối lượng của trái đất là sấp xỉ 6 nhân với 10 ngũ 24 kg. Đấy, 6 x 10 cũng 24 kg, rất giống như à, ví dụ 1 mà các em vừa làm và đã biết được khối lượng của trái đất ở ví dụ 1 đấy, đúng không nhỉ? Ý B. Bài yêu cầu chúng ta tính ra tốc rơi tự do tại một điểm có độ cao bằng nửa bán kính của trái đất, tức là r trên 2. Đây. Chúng ta áp dụng công thức ở đây đúng không? Gia tốc rơi tự do tại một điểm có độ cao h và chúng ta sẽ có là g bằng hằng số hấp dẫn g nhân với khối lượng của trái đất mà chúng ta tính được câu A chia cho bán kính trái đất cộng với độ cao mà vật chúng ta đặt tại một cái điểm nào đấy ở độ cao h h đây chính là r chia hai đúng không bình phương à bằng chúng ta sẽ ấn sáu x sáu bảy 10 ngũ trừ 11 nhân với khối lượng trái đất là bao nhiêu khối lượng của trái đất chúng ta tính là 6 x 10 ngũ 24 10 24 chia cho à, 6 <laughs> cộng với 3, 2, 3 triệu 200 Các em tự thế số vào Đấy, Và chúng ta ra đây là sấp xỉ 4,34 Mét chia dây bình Được chưa? Các em đến với ví dụ thứ ba. Chúng ta đến với ví dụ số 3 Bài cho chúng ta đó là một vật có khối lượng 1kg Trên mặt đất thì có trọng lượng là 10N Vậy thì khi vật cách tâm trái đất của chúng ta 2R R là bán kính của trái đất Đấy Thì vật có trọng lượng là bao nhiêu? Tức là vật của chúng ta có độ cao là bằng đúng bán kính trái đất luôn Thì nó cách tâm trái đất là R với r bằng 2r Được chưa vậy thì chúng ta hãy nhớ về trọng lượng là gì trọng lượng trọng lượng là độ lớn của trọng lực mà trái đất tác dụng lên vật đúng không có nghĩa là p đấy p bằng gì à, bằng khối lượng nhân với gia tốc rơi tự do tại điểm mà chúng ta đặt vật đấy, vậy thì trọng lượng ở mặt đất chúng ta ghi là mặt đất đúng không sẽ là bằng m nhân với g mặt đất trọng lượng ở độ cao 2r h bằng r đấy thì có công thức tính là m nhân với gia tốc rơi tự do tại điểm có độ cao là r hay là cách tâm trái đất 2r đấy. chúng ta thế số ở à, chúng ta thế biểu thức vào đây à, gia tốc rơi tự do tại một điểm có độ cao là là h đây và gia tốc rơi tự do tại điểm sát mặt đất đây mặt đất đơn giản là m nhỏ nhân với g mặt đất chính là m in hoa nhân với gia tốc rơi tự do à, xin lỗi hàng số hấp dẫn g đúng không chia cho à, bán kính của trái đất bình phương Đấy. Còn thằng này thì sẽ là bằng à, g nhân với m nhỏ m lớn chia cho à, 2R Tất cả bình phương Đúng không? Từ đây chúng ta dễ dàng suy ra Đó là trọng lượng tại điểm cách tâm trái đất 2R sẽ là bằng Chúng ta lấy thằng này chia thằng này Bằng P trọng lượng tại mặt đất Nhân với thằng này chia thằng này đúng không? Thằng này chia thằng này của chúng ta dĩ nhiên là bằng 1 phần 4 đúng không? Và bằng 2,5 Newton. Chúng ta đến với ví dụ thứ tư. Chúng ta đến với ví dụ thứ tư. Bài cho chúng ta đó là khoảng cách từ tâm mặt trăng tới tâm trái đất là 60 lần bán kính của trái đất. Đấy. Khối lượng của trái đất bằng 81 lần khối lượng mặt trăng. Bài hỏi chúng ta điểm nào trên đường nối tâm giữa mặt trăng và trái đất mà các lực hút của mặt trăng và trái đất lên một vật đặt tại đó nằm cân bằng. Chắc chắn rằng cái điểm đó là phải nằm gì? À, nằm trong đoạn nằm trong đoạn nối mặt trăng và trái đất chứ không thể nằm ngoài đoạn được đúng không nhỉ nằm ngoài đoạn thì không bao giờ có thể cân bằng được Đấy. thế thì bây giờ chúng ta gọi cái điểm đó mà chúng ta cần tìm cách mặt trăng của chúng ta một đoạn là x và chúng ta đi tìm x Đấy. thế thì chúng ta sẽ có như sau lực hút của mặt trăng lên vật của chúng ta chúng ta gọi vật của chúng ta có khối lượng là m đúng không? Thế lực hút của mặt trăng lên vật của chúng ta sẽ là F. Chúng ta biết đây là mặt trăng hút vật m của chúng ta sẽ là bằng à, hằng số hấp dẫn g nhân với khối lượng của mặt trăng Đấy, nhân với vật m nhỏ của chúng ta chia cho khoảng cách giữa tâm mặt trăng và vật nhỏ của chúng ta đó là x bình Đúng chưa? Chúng ta cũng có lực hút của trái đất lên vật nhỏ của chúng ta Chúng ta ký hiệu là F mặt F trái đất Tác dụng lên vật nhỏ sẽ là bằng G hàng số hấp dẫn Nhân với khối lượng của trái đất Nhân với khoảng cách Khoảng cách của trái đất tới vật nhỏ chúng ta sẽ là 60R trừ đi x. xin lỗi nhân với khối lượng đây là vật nhỏ chúng ta chia cho khoảng cách của trái đất tới vật nhỏ chúng ta là 60R trừ đi x. Tất cả bình phương. Và bây giờ hai thằng này phải bằng nhau. Đấy, chúng ta có F mặt trăng Bằng với F của trái đất Điều này dẫn tới Hai thằng này bằng nhau à, Thằng nào triệt tiêu được chúng ta triệt tiêu đi Ở đây chỉ còn khối lượng của mặt trăng Chia cho x bình Sẽ là bằng khối lượng của trái đất Đúng không? Chia cho 60R trừ đi x tất cả bình Đấy, và chúng ta sẽ có tương đương m trái đất chia cho m mặt trăng bằng 81 thế nên chúng ta sẽ nhân chéo lên đây là 81 đây là số 1 đúng không 81 x bình bằng 60r trừ đi x tất cả bình hay nói cách khác chúng ta căn ra luôn 9x sẽ là bằng 60r trừ đi x đúng không? Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được x mà chúng ta cần tìm sẽ là bằng 60 chia cho 10 bằng 6 R. Đấy, vậy thì nó cách mặt trăng, tâm mặt trăng của chúng ta vật m, vật m của chúng ta cách tâm mặt trăng một cái khoảng cách bằng 6 lần bán kính của trái đất. Được chưa? Thì đó là ví dụ thứ tư.